Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên bán những cái mặt hàng về những thiết bị quang học rồi thiết bị điện tử từ những cái hãng xịn sò trên thế giới. Thì những cái thiết bị quang học thì bên mình là cái bên đơn vị bán nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Nên là những cái bên mình có bán những cái thương hiệu như là Steiner của Đức này, rồi là Colut của Ý này, rồi là Bresser của Đức này. Đó, rất rất nhiều các cái thương hiệu bên mình bán nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một trong những cái loại như dòng sản phẩm Winline, tức là cái cuộc sống hoang dã của cái hãng ống nhòm Steiner. Hãng ống nhòm Steiner là một hãng nổi tiếng nhất của Đức, là một trong những cái hãng nổi tiếng nhất trên thế giới về cái những cái mặt hàng quang học thấu kính. Thì những cái sản phẩm của Steiner thì nó cực kỳ gọi là theo cái tiêu chuẩn của châu Âu, tiêu chuẩn của Đức, thì nó rất là trong, rất là nét và rất là sáng, với cả cái độ tương phản của nó cực cao. Đó, và có rất là nhiều các cái công nghệ cao trang bị trên những cái ống nhòm như thế này. Đó, thì cái dòng Winline là cái dòng nhỏ gọn mà giá của nó cũng khá là hợp lý. Giá của nó là thuộc cái dòng trên cái dòng giá rẻ thôi. Giá rẻ hơn của cái con Winline này là nó là những cái dòng Ultrasat. Ultrasat thì là bên mình cũng có bán luôn, giá của nó rất rẻ. Thì trong cái mùa hè này thì bên mình giảm giá tất cả các dòng ống nhòm Steiner chỉ trong cái mùa hè này thôi. Nên là mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Thì mọi người có thể dùng ống nhòm để đi biển này, rồi là lên rừng núi ngắm đi du lịch này, rồi là xe soi ong này. Rất rất nhiều các cái chức năng của cái ống nhòm. Thì cái ống nhòm Winline này là một trong những cái ống nhòm mà cuộc sống hoang dã, nó có, nếu mà dịch ra thì nó là cuộc sống hoang dã, thì chúng ta có thể nhìn ngắm cái động vật hoang dã, rất rất nhiều cái chức năng. Thì bây giờ mình sẽ thử đi vào một cái ống nhòm. Ống nhòm Winline XP này thì nó, cái XP này nó sẽ là cái loại nhỏ nhỏ gọn hơn. Đó. Còn cái ống nhòm Winline bình thường này, cái loại 10x42 này thì nó sẽ lớn hơn một chút. Đó. Winline bình thường này thì sẽ có hai mã là 10x42 và 8x42 nhé. Còn cái loại này thì nó sẽ có một số mã như sau. Đó. 10.5x28, 10x26 và 8x24. Mã tem mã vạch đầy đủ nhé mọi người nhé. Thì cái này thì cái sản phẩm Steiner này bên mình mà nhập chính hãng, giá của nó hiện nay trong cái mùa hè này nó còn rẻ hơn cả cái giá mà chúng ta mua tại Đức luôn. Đó. Mua tại Đức tính bằng euro thì con này nó cũng, nói chung là bên mình sẽ là bán rẻ, giá rẻ nhất trên thị trường, rẻ hơn hãng bán Đức nhá. Và mình sẽ làm rất là nhiều clip về Steiner này, thì mọi người có thể nhấn cái theo dõi, thì bên mình sẽ ra rất là nhiều clip mới về từng con một và có thể cho mọi người xem qua cái điện thoại. Bóc ra thì chúng ta đều có thể thấy thì nó có tem niêm phong này nhá. Đó, tem niêm phong là chúng ta có thể bóc ra. Bây giờ mình sẽ thử bóc hai con này ra xem là, và cho mọi người xem nó hình dạng nó như thế nào. Thì hình dạng thì mọi người có thể nhìn thấy trên đây nhá. Nó có hình dạng như thế này. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bóc từng lớp áo của em Wellline 10x42 này. Bóc được một lớp rồi, bây giờ bóc lớp thứ hai xem bên trong em có gì. À, bên trong em đen xì. Đây là một cái bao đựng ống nhòm. Đây trên này có cái thương hiệu Steiner nhé. Thì nhìn qua cái thiết kế của chúng ta cũng có thể nhận xét là thiết kế của nó là một cái thiết kế cơ bản. Đó. Với cái năng kính của nó là năng kính dọc này nhá. Không phải là cái năng kính như thế này. Năng kính này là năng kính mang tên là RUP. Thì nó thẳng như thế này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn những cái poro, những cái kiểu năng kính poro. Cái sản phẩm này được làm hoàn toàn từ cái khung thép nhá. Và bên ngoài này được bọc bằng một cái lớp polycarbonate rất là chắc chắn, có thể chống chịu sự ăn mòn của axit này, rồi là các cái loại dầu. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái độ hoàn thiện của nó cực cao luôn. Đúng là một thương hiệu đến từ Đức có khác. Rất giống những cái kiểu xe Đức. Nó đi từ thiết kế rồi là đến cái chất lượng rồi đến công năng sử dụng của nó, tất cả đều hoàn hảo luôn. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều các cái dòng sản phẩm
khác của Sustainer đang được giảm giá, nên là mọi người nhớ gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc cũng có thể truy cập trang web điện tử thái thắng.com hoặc ống nhòm.net để biết thêm những cái sản phẩm của Sustainer nhé. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh, thì mỗi lần điện tử thái thắng ra clip mới thì sẽ báo ngay về điện thoại cho mọi người. Kính chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip sau. Xin chào.